bộ thông vận tải và các chuyên gia thì đây là cũng rất hiếm xảy ra và nó phức tạp. Thế thì ngay sau đó thì chúng tôi đã có chỉ đạo tất cả cơ quan chức năng của bộ thông vận tải huy động các chuyên gia trong nước và đặc biệt là làm việc với lại nhà tài trợ cũng như là huy động các cái chuyên gia của nước ngoài, của Hàn Quốc, và đã có những đánh giá, có cả những đánh giá độc lập của phía Việt Nam. Thì tất cả những quá trình đánh giá đang diễn ra và đang theo đúng cái khoanh lại những cái nội dung cần phải giả soát đánh giá. Và nó phức tạp thì đó là hiện tại cũng chưa có cái xác định cái nguyên nhân cuối cùng. Khi có nguyên nhân cuối cùng thì chúng tôi sẽ có cái công báo đầy đủ đến tất cả các độc giả và cho báo cáo lên với chính phủ kịp thời về cái kết quả này cũng như xác định trách nhiệm. Về thời gian thì bây giờ thì cũng chưa xác định